Ngày 22 tháng 2, tại nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện chung dòng máu Việt hưởng ứng Chủ nhật đỏ 2023 nhằm chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị. Đây là sự kiện thường niên được Samsung Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên thực hiện từ năm 2010. Tính đến nay, người lao động của Samsung Việt Nam đã hiến tặng tổng cộng 105.000 đơn vị máu. Trong đó SEVT có lượng hiến máu lớn nhất, chiếm gần 50% tổng số máu đã hiến và trở thành một địa chỉ tin cậy trong công tác hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc, góp phần cứu sống hàng trăm ngàn người bệnh cần truyền máu. Trong đợt này, nhà máy dự kiến sẽ hiến tặng 1.000 đơn vị máu.